Các bạn thí sinh Gia Lai có muốn nói gì với quý khán giả ở dưới không nhỉ? Và tất cả mọi người chúc cho đội tuyển Gia Lai sẽ hoàn thành tốt phần thi này. Xin mời các bạn hãy trở về vị trí của mình để đến với phần thi hiểu ý đồng đội. Và vâng, bạn nữ của chúng ta, tại sao cái người bốc từ khóa đây không phải là bạn nam mà là bạn nữ nhỉ? Trong đội của các bạn thì nam nữ không quan trọng đúng không? Cái quan trọng là người đưa ra ý kiến và đồng đội của mình tiếp thu ý kiến của mình thì đó mới là đồng đội đúng không nhỉ? Vâng, và xin mời bạn hãy đứng gần lại đây ạ. Sau đây 2 phút dành cho các bạn đội Gia Lai. Bắt đầu. Hàng tháng có nhỉ? Nhân viên địa bàn thì mang nhỉ? Thế nào? Không, thường mang nhỉ thì tôi nhé. Các bạn không, thường mang nhỉ tôi nhé. Các bạn không. Hóa đơn chính xác ạ. Hợp đồng lao động thường vô có là vô nhỉ? Vô nhỉ? Hai từ hai từ không hai từ gần gần đồng ý á? Không vô nhỉ vô nhỉ thường vô gần đồng ý với nó. Biên chế mới là chính xác. Khách hàng có thái độ khó chịu đến cửa hàng thường ngày gì? Thứ năm hai từ trước mình đi xin việc tặng đây. Mình đi xin việc vào ban nhỉ? Hồ sơ thứ hai. Hồ sơ thứ hai chính xác. Vô quán là vừa cần bằng cái gì để vô bạn? Đi đây nhé. Vô quán. Năm 2015 đang tổ chức đưa chương trình gì? Chính xác. Tôi tới chương trình gì ở bên cửa hàng với các kênh khác lắng nghe để không? Ok. Lắng nghe để phát triển hoàn toàn chính xác. Anh Thành là bên xuất nhập khẩu 44 xuất nhập khẩu tôi gọi là gì? Siêu thị. 44 Siêu thị xuất nhập khẩu. Siêu thị. Khác với đối thủ cạnh tranh là gì? Đối tác. Ok. Đối tác chính xác. Xin được chúc mừng các bạn đội Gia Lai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những đáp án của đội Gia Lai ạ. 1, 2, 3 mấy ạ? 4, 5 và 6 ạ. Và hiện nay còn một đáp án nữa chúng ta đang chờ sự đánh giá từ phía ban cố vấn. Một đáp án nữa thì không biết là. Và như vậy là đội Gia Lai chúng ta có thêm một đáp án chính xác nữa là từ khóa trưởng ban, và các bạn như vậy là có 7 đáp án chính xác. Chúc mừng đội Gia Lai. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội Quảng Trị.